sau đây là mời thầy Nam làm trọng tài. Mỗi hiệp chúng ta chỉ đấu 1 phút. Nhóc giờ trên học quả đường này theo tôi đánh giá là nhóc là một là nhanh nhẹ đấu kháng đấu với nhau thì em là thường thường đấu rồi thương nó cũng ngoài đấu rồi nhưng mà hai em trao đấu với nhau thì thời thì thấy cũng đã hay lắm rồi. Mời cậu hai giờ đấu vừa qua tôi thấy đảm ổn hay lắm một chơi. Trước nhất thì đại diện con đường võ học em xin cảm ơn các truyền nhân của Phan Thọ đã hướng dẫn cho Duy Nhất trong thời gian lưu lại võ quán. Cá nhân em cũng như là toàn thể võ đường rất là vui và vinh dự khi có chỗ anh Nhóc cũng như là chỗ chú Tùng. Trước thì tham quan võ đường, sau thì cũng học hỏi những cái tinh hoa của võ đường. Và trước khi dứt lời thì võ đường chúc cho chương trình, chúc cho anh Nhóc, chúc cho chú Tùng sức khỏe thật là dồi dào, chương trình càng ngày càng phát triển và mình càng ngày càng mình đi được đến các võ đường khác. Mình tiếp thu và học hỏi nhiều cái tinh hoa hơn nữa, đó không những cho những người học võ và những người chỉ đang xem chương trình thì họ hiểu hơn về võ cổ truyền Việt Nam. Cần trên chỉ cho nhắc những cái trừ những cái đồn mà thầy học ở trong môn phái thầy chỉ để trình đạt lại. Thì đấm thì lúc nào thì cung cũng biết rồi. Thì trên dưới lúc nào, con nhí là nhí dây được rồi. À, nhí vô thì con cài giãn con đập. Mà đồng hợp là mình mới vô rồi mình mới vừa người ta hay lắm nó nhí ra. Nó đá cái chân cao rồi. Cũng đưa tay rồi qua rồi. Ngày xưa là quấn cái chó mà giờ này cũng quấn qua cái quấn qua rồi. Đúng không? Quấn đập lại là nó trúng. Con đá vô mà hết cả khi quýnh là lúc nào tiền thì trên là dưới thời đá là con bách nghe không rồi quất qua lại quýnh qua quýnh dược lên mà quýnh rập lên nghe không rồi lại cái chân là khối còn nắm luôn khi mà trúng người ta trúng cái rồi là dược là một cái đập xuống một cái nữa mà nó trống là đầm theo mà vậy là trúng rồi quýnh vậy quýnh bước vô một chân người cũng bước nhanh vô. Vậy được rồi, nhờ hầu thằng nó trúng rồi nó gường nó đứng dậy nó quýnh theo mình nhớ. Khi nó đứng dậy nó bật nó quýnh như là soi chứ không phải nhớ đâu. Đứng dậy là nó theo đồn mình. Thấy mình ở chân mình kéo giờ chưa còn ngang ấy thì nó phá cái đồn dưới mình. Chút cái thời chí cái đồn dưới. Tiếp là thời chí cái đồn là phá dưới đường đồn dưới. Cái đồn này thì chung là mình là đã quét. Nhảy là vô lại là thì vô chỗ phá đây. Đó. Phá ngựa khi nó trống người nó bẹt qua bên đầu này là cũng quýnh qua rồi, đúng không? Ví dụ là mình phá chân trụ nó rồi, đúng rồi, không quýnh đài con quýnh nhiều lần con biết không? Khi theo rồi đúng rồi là tấp luôn, đúng không? Này là gọi là bồ ngựa. Phá ngựa gọi là thớ là đặt mã thu thành, đúng không? Là mình phá ngựa người ta. Còn cái thớ trước là quýnh là độc xà thám quyệt. Độc xà thám quyệt là nếu mình bắt cái này quýnh. Còn đặt mã thú thành rồi. Đúng rồi.
Chú Tùng ra hồi nào vậy? Đúng là khổ luyện, mới có mấy ngày mà thấy con ốm như đen luôn á. Dạ. Ở đây xứ nóng mà, cho nên là còn gió với là nắng. Chú thấy thế mà quay đầu, quay giống như là cú đánh ra, rồi về á. Dạ, địch thủ đá mình thì mình hớt cái chân xong rồi xoay đánh. Đánh đòn. Thứ hai là cái đòn phá vũ trụ. Phá trụ. Đọt mã thủ thành. Thủ thành. Đọt mã tức là mình tước mã, mình phá mã người ta. Thì cái đòn đó giống như là mình phá tấn. Đánh vô cái phần chân trụ xong rồi người ta bị mất thăng bằng là mình nhờ tới đánh úp luôn. Chú thấy là trong hai cái thế đó thì nó cũng có thể áp dụng cho trong cái sở võ mà mua thái của con, thì thường đối thủ họ tấn công mình thì mình phá vào những khuỷu, phá vào những để làm cái đối thủ không cái chân họ yếu thì họ không thể giữ tấn được thì họ tấn công. Còn cái đòn rve giống như là đòn bất ngờ, đối thủ đánh mình có thể giống như là mình thua hoặc là mình chạy, thì đối thủ thường theo đòn ham của mình quật lại giống như hồi mã thương dạng vậy. Ngoài những lúc đồng hành cùng anh bạn duy nhất trong lúc tập luyện, tôi còn được vị chủ môn trẻ tuổi ưu ái cho mượn những quyển sách võ của bản môn. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với quyển sách do chính cố võ sư Phan Thọ chấp bút. Tôi hồi đó mới 20 tuổi, với lòng ham mê võ thuật đã tìm đến làng An Vinh để gặp thầy dạy võ và xin học. Tôi thật sự vui mừng khi thầy nhận làm học trò chân truyền. Trong 10 năm theo học, tôi đã được thầy dạy cho thập bát bang binh khí Tây Sơn. Với lòng say mê, cổ luyện và sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy, không bao lâu sau đó tôi đã hấp thụ và thấu hiểu nguồn gốc võ mà tôi đang học. Đó là võ Tây Sơn với đầy đủ 18 môn binh khí. Trước khi bước vào buổi kiểm tra, trưởng môn Phan Minh Hải đã cho hai chúng tôi xem qua bài quyền truyền sư. Theo như sự chia sẻ thì với võ sinh mới gia nhập môn phái, khi đánh bài này chủ yếu là tập theo động tác. Với võ sinh có trình độ trung cấp thì đòi hỏi phải đánh theo thiệu và cách đánh cũng như cách ra đòn, yêu cầu phải mạnh và chắc. Tôi tin tưởng với sự ủng hộ nhiệt tình này, Duy Nhất sẽ dễ dàng vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới. Thưa các cậu, thưa chú Tùng, ngày hôm nay là chúng ta được kiểm tra anh Nhất là tiếp thu được những cái gì mà võ đường chúng ta muốn truyền tải cho anh Nhất hay không? Rồi mời Nhất. Vừa rồi là anh Nhất vừa mới thể hiện xong bài Thằng Đồng của bài Võ Đường. Anh Nhất cảm nhận như thế nào cái bài này? Khi mà Nhất được trực tiếp Hải hướng dẫn cho bài quyền Thằng Đồng, những kỹ thuật khi mà chân trụ xuống rồi đánh những đòn tay liên tục, đòi hỏi cái đòn tay mình phải chắc chắn, Nhất phải mỗi ngày phải tập luyện liên tục sẽ thể hiện tốt hơn. Võ sinh Nhất ấy, mới vào và tập rất đẹp, là sáng suốt mà sức khỏe cũng tốt, ngựa ngành cũng tốt, tay chân cũng tốt. Rất tốt, cảm ơn. Em có nhận xét như thế này, những bài quyền có cả bên quyền hay còn bên khí của cá nhân võ đường Phan Thọ là đều ăn chứa nhiều cái điều. Những người học viên mà được đào tạo thì họ cái thứ nhất là rèn luyện sức khỏe này, tinh thần chịu đựng và sự nhẫn nại này. Đó,
Tại bên cạnh đó là có một cái rất là quan trọng là thể hiện ông chứa những cái tinh hoa của võ đường, những thứ đánh cận chiến từ vợ và đối kháng ở trong đó. Có câu là khuôn vàng thước bạc, khuôn là cái tháo, thước có nghĩa là cái thớ thần nó nằm trong đó. Những người mà đánh tốt những bài quyền, những sử dụng những binh khí tốt, khi mà được phân thớ ra thì rõ ràng sử dụng và hiệu, mình sử dụng đúng lúc đúng cảnh thì nó sẽ rất là hiệu quả. Để mong rằng là sau này anh Nhất sẽ tập luyện nhiều hơn đó, và mình suy ngẫm, không những tập luyện mà mình còn suy ngẫm tới những đường quyền đó, những cách đánh đó áp dụng trong trường hợp nào thì nó sẽ hiệu quả. Cảm ơn Hải. Nhằm đáp lại những thỉnh tình từ các võ sinh của môn phái Phan Thọ dành cho tôi và chú Tùng, kết thúc trận đấu giao hữu, tôi đã dành tặng một tiết mục biểu diễn và kỹ thuật của Muay Thái. Cái bắt tay thật chặt, những vòng tay trao nhau, những lời gửi gắm ân tình, tất cả như muốn nói rằng giờ phút tạm biệt đã đến. Xin tạm biệt những võ sinh chân trần nơi miền đất võ Tây Sơn Bình Định. Tạm biệt những con người yêu võ đến cháy bỏng, đến tha thiết. Xe chúng tôi tiếp tục lên đường.